Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Subway Surfers, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Thank you.
Ok, và mình sẽ sang game thứ hai, Scary Teacher vào đây. Let's go. Ở chat tập trung. Let's go. Phần này thì mình sẽ phải đi bắt chuột, sau đó thì mình sẽ chôn bà ta để cho bà ta gọi là chuột bám vào người, cho bà ta khiếp luôn. Let's go. Rats, stay away from my delicious cake. Ok. Đầu tiên thì mình sẽ vào trong nhà kho đây. À thôi, vì các cửa ở đây bà ta chưa khóa cho nên mình sẽ đi vào này. Ok, let's go. Và bây giờ mình sẽ đợi cho bà ta vào trong bếp. Rồi, bà ta ra ngoài rồi. Xuống rồi. Go, baby. Okay, let's go. I really am the best chef in the world. Và mình sẽ sang tiếng tiếp theo. Ice cream eye. Let's go. Don't play with me. Give me the ice cream. Hi, Jay. Are you coming to play? The boys are in the secret lair. My brother has told me he has something to tell me. Well, it sure is silly. Chúng ta đang chuẩn bị bắt cô gái này. Wow. Đó là cô bạn của mình. Và ok, bây giờ mình sẽ phải đi xuống dưới nha. Sau đó thì sẽ giải cứu cô ta thoát khỏi ông Akri. Let's go. Stop. Ở đây không có gì. Wow, chú gì người ta đã phát hiện ra mình.
không sao. Cho tao một quả. Jay, help me. Chiều ông ta đã phát hiện ra mình ở ngay đây rồi. Thế thì mình phải tìm cách khác rồi. Chạy thôi. Đặt luôn cái này ra đây. Let's go. Tiếp tục tìm thùng thứ tư. Không biết thùng thứ tư này có gì không? Không thì mình phải tìm hai thùng kia thôi. Let's go. Đây rồi, đây là một cái vé này các bạn vào ngôi nhà Zion. Let's go. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Okay, let's go. Let's go. Cái này vào trong luôn. Let's go. Trong ngôi nhà này thì có một cái mắc treo quần áo. Rồi mình sẽ cần cái mắc treo này. Sau đó sẽ lên đây. Let's go baby. Ok. Rồi ở trong đây thì nó có một cái lỗ. Mình sẽ chui vào cái lỗ này. Thì khi chui vào lỗ này thì nó sẽ vào trong một ngôi nhà. Và trong căn phòng này thì nó sẽ khóa kín. Và lúc đó các bạn sẽ phải mở cái khóa bên trong căn phòng. Và mình sẽ lấy một món đồ. Let's go. Ok. Xuống lấy một bình ga thôi. Mong sao ông ta không nghe thấy gì. Đâu vậy? Oh my god. Và xong. What will the ice cream maker want from me? Xin cái đi. Jake, help me out of here, please.
vẫn chưa thấy ông ta đâu. Let's go. Ok, ông ta đang đốt nến rồi. Let's go. Xin cảm ơn. Đi ông ta trong này. Đi tay này. Okay, let's go. Và mình sẽ chuyển tiếp sang cinema. Xem cái đi. Let's go. Okay, let's go. Đây là chiếc chìa khóa này các bạn, cứu thoát cô gái này thoát khỏi ông ta. Không sao, mình sẽ đi đường vòng đây. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Ok, let's go. Level 1. Các bạn hạ thấp cái này xuống và đưa cái này lên. Rồi, đúng không? Tiếp tục vào. Bây giờ trước mắt thì mình sẽ điều chỉnh ở đây trước đã. Bây giờ lên trên cao. Ok. Đây, let's go. Dấu tròn trong này điều chỉnh cái như vậy. Giờ phải điều chỉnh. Rồi, let's go. Let's go. Rồi mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Power Smarter. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok, let's go. Player one, choose. Để cho anh sang này. Wow. 15 vẫn không trúng.
Cái loại này tầm khoảng 13 hoặc 14 thôi. Ok. Chị à, mất 2 phần 3 cái máu luôn. Hơn 2 phần 3 cái máu. Chỉ một phát bắn nữa thôi là anh ta sẽ die luôn. Oh my god. Oh. Anh ta né được kìa. What? Nếu thì mình sẽ bắn tầm khoảng 13 thôi. 13 thì có thể anh ta không né đâu. Còn vừa rồi anh ta nhảy một phát mà mình không bắt được anh ta luôn. Rồi ok. Finish him. Let's go. Okay. Bull. Hơi cao rồi. Wow. Vẫn còn cao, cái này khoảng 11 thôi các bạn ạ. 11, 10 là trúng 100%. Wow. Ok, thế thì 12 đi. Rồi, và mình sẽ sang cái tiếp theo, Dark Ice Cream. Ok. Cái này thì mình sẽ bắt đầu ra, bắt đầu lên. Đây. Và mình sẽ đi xe đạp đi đâu đây? Tôi mạo cả ra một cái điểm đỏ. Closer like you. Ok. Đây mình phải đi từ từ, nếu không quay đầu rất là khó luôn. Vào trong đây rồi. Ok, và mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Shadowfire 3, let's go. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Rồi mình sẽ tìm đối thủ. Xem đối thủ đầu tiên mình gặp là ai. Tanu. Anh này có vẻ cũng khỏe đây. Ok, let's go. Wow. Được đó.
Ok, round 2. Let's go. Ok, you win. Rồi, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Stubby Zombie 4. Let's go. Và mình sẽ ăn thấp xuống cho bạn dễ nhìn. Rồi, ở đây thì mình sẽ bắn vào đây đi. Ok rồi. À, vẫn còn. Let's go. Wow. Khi bấm vào đây thì mình sẽ dùng thuốc lổ này làm nổ luôn. Rồi, và các bạn đợi hẹn giờ, sau đó nó sẽ lổ luôn. Boom. Ok, let's go. Đây thì mình sẽ bắn vào treo treo đây xem có trúng không. Không trúng rồi. Chéo đây một chút. Vẫn chưa được. Ok. Một viên đạn này chỉ chết hai lần thôi. Không được rồi. Bắn cái này đây. Ok. Rồi mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.